Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại kênh của tổng kho móc Shin Shibatech. Trước mắt anh em đó chính là dòng Ben Uli mẫu siêu kinh điển năm 2024, và nó đã thiết kế nguyên bản thêm hệ thống bạc điện ở trên nha các bác nhá. Thùng nguyên bản ở dưới của nó vẫn là thùng 25 khối rưỡi, như các bác đã biết rồi, nền tảng của nó vẫn là thùng 25 khối rưỡi, rất khỏe, thùng to. Và bây giờ nó thiết kế thêm hệ thống bạc điện tự động và là nguyên bản đăng kiểm cho các bác. Đấy, thì khi mà sử dụng hệ thống bạc điện này thì cái bạc này nó sẽ kéo về đằng sau, thì các bác đổ lòng thùng ở đây nó sẽ rộng hơn rất nhiều, và nó về gần như các bác chẳng cần phải chế cháo thêm bất cứ cái gì, lòng thùng rộng hơn, hệ thống bạc điện nó sẽ giúp cho khối lượng lớn hơn, nó về chẳng phải thêm cái bạc điện nào nữa. Đấy, về hệ thống điện của nó thì nó sẽ nằm ở trước đầu của con móc này. Đấy, còn về nền tảng của nó thì là dòng Uli chân thường rồi, Hapben 225, sắc của nó nặng đến 9 tấn các bác nhá, thì nó thiết kế thêm hệ thống bạc điện mà các bác. Đó, thì sắt si, sắt sủng thì em thấy là nó vẫn là nền tảng cũ rồi, nó vẫn chắc khỏe như cũ. Đây này các bác nhìn này, các vết hàn của nó vẫn rất khỏe. Hệ thống bạc điện bây giờ nó chỉ thêm, nghĩa là các bác chỉ cần chú ý cho em thêm là bây giờ nó thêm hệ thống bạc điện rồi. Lốp thì vẫn là lốp da tròn 24 thiếc, GMCG, cầu trục GMCG, hệ thống nhíp phu qua chắc khỏe. Đấy, chassis của nó rất ok rồi. Thì nền tảng Uli chân thường à. Đây các bác chỉ chú ý thêm cho em cái phần bạc điện này để em quay gần cho các bác xem nhé. Đây này, đấy, hệ thống dòng dọc bạc điện tự động rất ok, nguyên bản ở trên giấy tờ. Đây là điều đầu tiên ở trên thị trường có các bác nhé. Và giá thành của bạc điện, dòng Ben bạc điện này thì chắc chắn nó sẽ cao hơn dòng Ben chân thường rồi. Thì cái điều đấy là điều không thể bàn cãi được. Nhưng mà các bác về bây giờ không cần phải chế cháo thêm gì đúng không ạ? Thùng to hơn, bạc điện có sẵn, đăng kiểm thì cứ thế lôi vào mà đăng kiểm, quá ok cho các bác luôn, quá tiện lợi. Đây là một trong những cái mẫu Ben có thể nói là thay đổi toàn bộ cái xu hướng ở trên thị trường thời điểm hiện nay. Nguyên bản, hướng đến nguyên bản và giúp cho các bác đỡ phải lòng hoàng hơn về khâu đăng kiểm cũng như là khâu đi đường. Đó, khâu đi đường thì các bác mà chở hàng thì các bác chỉ cần đóng bạc lại, thế là ok, không phải đắn đo cái điều gì hết. Đối với dòng này thì các bác nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho em ngay nhé. Dòng này thì đã có một đơn vị ở dưới một tỉnh ở khu vực phía Bắc đã đặt số lượng lên đến 40 chiếc, một số lượng cực kỳ ấn tượng. Và các bác nào mà nhanh tay hơn cứ nhanh tay alo đến với em để bọn em có thể là đặt hàng từ nhà máy Uli, giúp các bác giúp các bác lựa chọn được một cái sản phẩm có thể nó quá phù hợp trong thời điểm hiện nay, thùng to. Vâng, các bác nào mà có nhu cầu thì alo các em ngay nhé. Xin chào và gặp lại toàn thể các bác tại video sau.